Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua, dao động trong khoảng từ 90.000 đến 92.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg, dao động trong khoảng từ 81.000 đến 88.000 đồng một kg. Tương tự miền Trung, giá lợn tại miền Nam cũng ghi nhận tăng so với hôm qua. Cụ thể, tại Đồng Nai, giá lợn tăng mạnh 5.000 đồng một kg lên 90.000 đồng một kg. Tại Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre và Tiền Giang, giá lợn hơi được thu mua từ 84.000 đến 88.000 đồng một kg.